nhiều cô bé quàng khăn đỏ ngoài đời thực, thì liệu ông của cô bé có tìm ra được ai là cháu gái ruột và cô bé ấy có được thừa hưởng gia tài công ty khăn đỏ của ông mình không? Chủ tịch, sức khỏe của ngài thế nào rồi ạ? Sức khỏe tôi dạo này đi xuống rồi. Hôm nay gọi cậu đến là có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu làm. Ngày mai cậu hãy mở một cuộc họp báo. Dạ vâng ạ. Chủ tịch kia, chủ tịch đến rồi. Chào chủ tịch. Được rồi, được rồi. Chủ tịch ơi. Đi 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 đi. Chủ tịch ngồi đi ạ. Dạ, nghe nói dạo này tình hình sức khỏe của ngài rất yếu. Hôm nay ngài mở họp báo với mục đích gì ạ? Đúng rồi, có phải là ngài định thông báo người thừa kế không ạ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hiện tại tôi đang mắc một chứng bệnh nan y. Úi giời. Sắp tới, công ty sẽ tổ chức buổi lễ hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ. Ai chiến thắng thì sẽ được thừa kế gia sản công ty này. Tin này kiểu gì ngày mai cũng lên hot search. Vậy thể lệ cuộc thi là như thế nào ạ? À, thể lệ rất đơn giản. Chỉ cần là nữ, tầm 18 tuổi, không giới hạn quốc tịch. Tôi xin kết thúc cuộc họp tại đây. Chủ tịch có phải người có mục đích khác không ạ? À? Đúng rồi, cậu rất thông minh. Tôi muốn tìm đứa cháu gái thất lạc của tôi. Cậu tổ chức cuộc thi cho tốt vào. Dạ vâng. 3 ngày sau. Số báo danh 069. Em chào anh ạ. À. Thế em thi hay là con em thi? Con em thi ạ. Con em mấy tuổi rồi? Dạ, con em 18 tháng tuổi ạ. Ui giời, điều kiện là 18 tuổi chứ không phải là 18 tháng tuổi. Thôi đi về đi, khi nào con đủ tuổi thì cho thi. Vậy là không được ạ. Thí sinh tiếp theo, số báo danh 004. Em... Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Ở ngoài kia kìa. Số báo danh 007. Điệp viên 007 đây ạ. Thế đồ đỏ của anh đâu? Đồ đỏ của em đây. Cho em xin lại đồ nghề. Người tiếp theo 008. Cụ có nhầm cuộc thi không ạ? À? Cho tôi hỏi, con Bạch Tuyết nó có ở đây không? Không có đâu, cụ về đi. Cái gì? Chó nào? Tao tìm Bạch Tuyết chứ không có tìm chó. Con nói là không có Bạch Tuyết đâu, cụ về đi. À, à, vậy tôi về đây. Còn ai chưa thi, vào nốt đi. Uầy. Chúng em chào anh ạ. À. Các em được duyệt hết, 3 ngày sau quay lại đây thi tiếp. Cuộc thi đến đâu rồi? Thưa chủ tịch, có 3 cô gái đạt yêu cầu ạ. À? Không biết cháu gái mình giờ trông như thế nào. Chủ tịch, ngài định sắp xếp vòng 2 như thế nào ạ? À? Trước, mày thích bọn chen không? Tất cả trật tự. Em chính là cô bé quàng khăn đỏ authentic. Tôi mới là cô bé quàng khăn đỏ đây này. Cứ nhận vơ thôi. Em mới là hàng real anh ạ. À. Thôi, tôi mới chính là người thừa kế công ty này. Thôi được rồi,
Bây giờ ai mang món bánh mì mà ông của khăn đỏ yêu thích thì người đó sẽ là người chiến thắng. Thời gian chuẩn bị là 30 phút. Cho có 30 phút thì không đủ thời gian nướng bánh rồi. À, còn có cái bánh chưa ăn sáng. Hay là mình đem đi thi nhỉ? Xin giới thiệu với các cô, đây là chủ tịch của công ty. Chào chủ tịch. Cậu cho bắt đầu đi. Mời mọi người dâng bánh của mình lên đi. Dạ. Thưa chủ tịch, đây là bánh kem thượng hạng ạ. Nhìn cũng ngon đấy. Dạ, bánh con làm phải ngon ạ. Nhưng mà tiếc quá, ông lại bị tiểu đường. Đến lượt con ạ. Bánh của con thì chủ tịch không lo bị tiểu đường. Thế bánh của con là bánh gì? Con là bánh nhân thịt lợn ạ. Cái gì? Thịt lợn á? Chủ tịch của chúng tôi ăn chay. Xin lỗi cô. Thôi về đi. Thế còn cháu? Cháu mang bánh mì gì? Cháu mang bánh mì không ạ. Cháu mang bánh gì cho ông mà ngon thế? Bánh mì ba lan ông ạ. À, ra là vậy. Bánh mì ba lan đúng không? Dạ đúng, ba lan ạ. Thông báo với phóng viên, ta đã tìm được cháu gái rồi. Cuối cùng, ông cũng tìm được cháu gái của ông rồi. Ông nhớ cháu lắm. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn đây, lấy kí lộ nha. Các bạn ơi, hiện tại thì kênh Thu Hiền TV đang phát triển một nội dung mới. Đó là phim cổ. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ